Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV chấm phần chơi Minecraft Vanilla 1.14. Trong tập trước, chúng ta đã đón một cơn mưa nhẹ của những em Creeper. Và nó cũng hoạt động rất là tốt, chứ không phải không. Chỉ có điều, nó chỉ là một cơn mưa nhẹ mà thôi. Tại sao mình gọi là mưa nhẹ? Tại vì cái thời gian mà giữa hai đợt mấy em đó rớt xuống, nó hơi dài. Nó không có được nhanh, nó cũng không có được dồn dập. Cho nên mình quyết định là chúng ta sẽ tạm thời không sử dụng thiết kế này để kiếm được những cái thuốc súng hay là gunpowder nữa. Ở trên thì mình đã tạm thời ngắt lại luôn. Chúng ta cũng đã thắp sáng ở phía bên gần mình nhất. Đằng xa kia thì chưa có đường đi qua cho nên không thắp sáng được. Và ta sẽ chuẩn bị để xây dựng một thiết kế khác. Và hy vọng thiết kế khác đó sẽ cung cấp cho chúng ta thật nhiều thuốc súng. Và chúng ta sẽ xây nó ở đâu? Xây nó ở một nơi cũng rất gần đây thôi. Bây giờ ta đi xuống. Hui! Đang sử dụng Elytra. Và coi máy bay chiến đấu nè. Đáp xuống tàu sân bay. Coi này nha. Vô. Ui dạ. Hay quá. Lần này là phi công đã có thể đáp chúng. Nhưng mà chưa gì đụng vô ngư lôi chìm tàu luôn rồi. Hay quá luôn. Phi công thì đáp trúng. Nhưng mà tàu thì bơi ngang ngư lôi. Thành ra chìm mất tiêu luôn. Chúng ta sẽ đi thẳng qua hướng bên này. Bạn có thể đi về những hướng còn lại cũng được. Mình đi về hướng đối diện để chúng ta dễ dàng theo dõi thôi. Bên đây, nó sẽ có một cái khu vực. Ê, coi chừng. Ở bên dưới nó có magma block á, thành ra nó hút xuống. Nên chúng ta phải né ra, nếu không nó hút xuống. Nó là cái nơi rất là nguy hiểm để đi ngang qua. Và chỗ này, nó sẽ không còn lót cái khu vực bên kia ra nữa. Tên 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 tên, không thấy nữa. Và ta sẽ đi qua đây. Chúng ta vô đây. Mình có thể chọn một cái vị trí ở khu vực xung quanh đây. Chúng ta sẽ chọn đâu đây? Ui dạ, làm gì biến ghê vậy? Cái tàu nó tốc biến tới. Mình sẽ chọn ở khu vực bên đó đây. Chúng ta nên xuống dưới hay là đi từ bên này ta? Ở đây không bấm được. Thôi chắc phải đi từ bên này quá. Chúng ta sẽ cần phải... Giờ để ở đây hay ở trên ta. Thôi để ở đây đi. Có gì chúng ta đi lên cho dễ. Và kéo xa xa ra một chút. Nhớ thắp sáng. Có quái chắc chắn luôn. Từ đây chúng ta vẫn sẽ lên 200 ô. Giống như bên kia. Mình lên 200 ô để tránh trường hợp là quái xuất hiện ở phía bên dưới. Phía bên dưới bao gồm cái phần nước biển bên dưới. Bên dưới nước biển bây giờ sẽ xuất hiện mấy em chết trôi hay là mấy em drown. Và bên dưới những cái hang động sẽ xuất hiện những con quái khác. Skeleton, creeper, spider, zombie. Đó là những thứ chúng ta sẽ tránh. Ủa? Ở đâu có cái nhà nữa kìa. Lại mời gọi nữa rồi. Thiệt tình. Giờ ta hãy coi thử. Ta đang ở độ cao 120. Chúng ta lên càng cao càng tốt. Và buổi tối chúng ta sẽ cần phải thắp sáng hết những cái khu vực xung quanh đây. Và ta sẽ phải cẩn thận khi mà xây dựng ở đây. Tại vì nếu chúng ta không cẩn thận mà xài Elytra mà bay cái ào xuống những cái phần đất liền ở đây á, có khi đập mặt chết á, nguy hiểm lắm. Và lên nào. Với lại là phải thắp sáng để tránh trường hợp mấy em quái xuất hiện bên dưới đó quá nhiều. Trời tối các bạn thấy không? Quái xuất hiện bên dưới đó không à. Nó sẽ xuất hiện bên dưới thì không xuất hiện bên trên. Chúng ta còn khoảng mấy chục ô nữa thôi. Chúng ta kéo lên luôn đi. Lên nào, lên nào, lên nào. Tới chưa? Ủa chưa, còn 15 ô nữa. Và càng lên cao, thấy bên dưới sao càng nhỏ. Chừng nào thấy bên dưới càng bự nó mới thấy ghê. Lúc đó là kinh dị lắm. Và bầu trời đầy sao. Ta thắp sáng lên một cái. Được rồi đó. Đối với khu vực này thì mình sẽ xây đi về phía bên đây. Chúng ta sẽ lấy 4 ô. Khoan. 4 ô thì sẽ đi 4 ô ra đây đi. Nhìn một cái. Ừ, 4 ô ra đây đi. Và nhớ là phải làm gì đó để biết đây là 4 ô trung tâm nha. Sau đó chúng ta hãy bao bọc 4 ô này lại. Sau khi chúng ta đã có một cái vòng, cái viền này xong á, thì ta sẽ cần phải đi ra bốn phía là 6 ô nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Và ta cần phải có thêm một cục chisel. 7. Yeah, chisel để làm gì? Chisel để đánh dấu thôi. Giờ ta sẽ thắp sáng lên một cái. Nhớ phải thắp sáng nha. Nếu tính luôn cái cục ở đây, nó sẽ là 7. 7 ô ở phía bên trong. Nhưng mà mình chỉ làm 6 ô trước thôi. Và 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Đây là 5 ô và 6 ô. Chúng ta đóng lại bằng một cái chisel block. Đây là thiết kế mà Mớp Farm hồi xưa giờ người ta hay sử dụng. Còn mình thì ít sử dụng thiết kế này lắm. Bởi vì thiết kế này nó có một cái dở. Đó chính là chúng ta sẽ phải chờ những con quái đi qua đi lại rồi tự nó rớt xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bởi vậy cho nên lần trước mình mới sử dụng có cái đường nước á. Lúc đó nó sẽ đẩy tất cả những em quái đi xuống. Và tại sao mình không làm lại cái thiết kế giống như là cơn mưa thịt băm lần trước? Là tại vì bây giờ quái nó có khả năng bơi lội. Khi mà nước nó yếu, nó tìm cách nó bơi ngược dòng. Mà nó bơi ngược dòng một cái là lúc đó bạn mệt lắm. Mà một khi nó đã bị vướng lại, thì nó sẽ xảy ra tình trạng là kẹt phà, kẹt cầu, kẹt đường, kẹt đủ thứ hết trơn luôn. Cho nên mình ít sử dụng là như vậy, chứ không phải là nó không hiệu quả. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại sử dụng để có thể xài được cho khu vực này. Bây giờ sao đây ta? Ở đây ta làm vậy cho đẹp luôn đi. Làm cái đường viền đi lên. Và ở đây chúng ta sẽ lên 3 ô. 1, 2, 3. Rồi kéo qua. Và chúng ta có 4 ô ở giữa. Đi về mỗi hướng là 8 ô nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ô đó. Mình đếm lại để các bạn có thể dễ theo dõi. Và kéo lên. Bên này cũng vậy. Kéo qua. Nhớ là kéo đi qua tới bên đây luôn. Chúng ta sẽ kéo tiếp. Rồi chỗ đó tới chưa? Chưa tới. Chưa tới thì kéo cho tới. Nhớ cẩn thận. Khu vực này cao lắm đó. Ai không có elevator thì coi chừng té xuống đó. Và chúng ta sẽ ốp lại ở phía bên trong. Tập này lấy lại. Ốp lại. Như vậy bên trong này ta sẽ còn 7 ô. Tính luôn cái đường viền bên đó. Là chỗ này nè. Đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chính xác. 7 ô là chính xác á. Rồi mình sẽ cần phải đánh dấu một cái. Ta đánh dấu những cái ô bắt đầu ngay từ đây. Đúng rồi. Và qua bên này. Đánh dấu thôi. Ở chỗ này thì mình ấp tường. Cho nên chúng ta không cần lo. Đây là bức tường. Và bức tường đó nó sẽ được kéo ngang qua tới bên này luôn. Kết nối với lại cái phần bên đây luôn. Và như các bạn đang thấy ở tại đây. Thì cái phòng trên này nó là 7x7 thôi. Ở đây là tường nha. Nhớ đây là tường. Và mình sẽ xuống dưới một cái. Chúng ta che lại. Ôi dạ. Che lại. Và trên này rất là cao. Thành thử. Đang dự định là phải thắp sáng bằng cây đuốc lên một cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình không muốn có mấy em dơi xuất hiện ở trên này. Dơi sẽ xuất hiện đó. Cái chỗ nào mà tối con dơi xuất hiện được là nó xuất hiện á. Nó sẽ treo ở trên tường mà. Rồi chỗ này chúng ta coi cái ô ở giữa đâu. Chúng ta thắp sáng được thì thắp sáng lên một cái. Thắp sáng thấp hơn chút đi. Rồi thắp sáng thấp hơn chút. Và bỏ cây bên kia luôn. Kéo qua. Ở đây cũng kéo qua. Nhưng mà ở đây thì kéo lên như vậy. Bên đây ra một ô và cũng kéo lên. Rồi chỗ này kéo ngang qua. Chúng ta làm dấu mà. Phải kéo ngang qua chứ. Nhìn vô đây thì các bạn có thể xây được ba bên còn lại rồi. Mình sẽ tiến hành thực hiện ba khu vực còn lại luôn. Chúng ta hãy cùng ăn một cái. Và ăn thêm cái nữa. Lại em cụ. Và cho tôi lông của em đi. Còn em bên kia nữa. Mấy con cụ mình bị con sói ăn thịt hết trơn rồi. Thiệt tình. Bây giờ chúng ta qua đây để kiếm lông cụ. Còn ở đâu có lông cụ nữa không? Phải bắt một bầy cụ mới được. Mấy em này có ăn để hồi lại lông chưa? Chưa nữa. Còn con cụ nữa không? Mình nhớ là mấy bữa mình thấy có một bầy cụ hoang. Không phải của mình nuôi.
đi lòng vòng ở đây, sao giờ lại không thấy? Chúng ta sẽ cần phải có thêm, như vậy là phải bay qua bên kia rồi. Khu vực bên đó chắc chắn là có nhiều cù lắm. Đi qua một vòng coi thử. Rồi sử dụng cái Ender Pearl đi cho nhanh. Và dạo này ít thấy mấy em ăn cướp lắm nha. Làm việc thì làm việc, mà ăn cướp thì vẫn ít. Đỡ lắm. Nhiều khi ăn cướp đông quá mệt, phải đi xử tụi nó. Ở nơi này là nơi ta farm mấy con mực, thì hình như là cũng có cù đó. Chúng ta đi qua đây một cái. Đó còn là con gà chứ không phải con cù. Thấy nó trắng trắng tưởng cù. Không phải. Cù đâu? Ơ, gì nữa đây? Em đó vẫn còn bị bắt ở đó hả? Vui vậy. Thôi, em đó bị bắt rồi thì cứ dính ở đó đi. Ủa, mình nhớ ở đây mấy bữa mình thấy cù nhiều lắm mà ta. Sao bữa nay đi cần lông cù mà lại không có cái gì hết trơn là sao? Và đi tìm mấy con cù sao khó khăn quá. Thiệt tình không thấy luôn. Khu vực gần nhà không thấy có cù. Vậy cù đã trốn đi đâu hết rồi? Chắc bị chó sói ăn thịt hết rồi quá. Mấy con sói này nó lộng hành ghê luôn. Ấy, đây là con cù xám và con bò. Con cù xám nó khác màu, thành ra mình cũng không muốn lấy lông của nó làm gì hết trơn hết á. Nó phải cùng một màu thì nó tốt hơn. Chúng ta sẽ cần phải làm những tấm thảm. Cho nên ta cần tìm. Rồi, té ra là có bầy chó sói ở đây. À, có một em ở đây. Hẹn gì? Đi qua đây mới phát hiện là có bầy chó sói. Nó cạp hết cù trong khu vực này rồi. Món ăn yêu thích của tụi nó. Thiệt tình luôn. Chúng ta hãy đi thử thêm miếng nữa. Và mừng quá, bên kia sông có một bé kìa. Đi tìm cù thôi. Và lại đây, đi đâu vậy? Được có một cái vậy, mọc lông lại rồi, lấy luôn. Yeah. Bên này còn một em nữa. Và một con cù đen nha, một con cù trắng. Cù đen với cù trắng không có cùng đi qua sông. Ta có bao nhiêu rồi? 20. Để coi đủ chưa nha. 40. Mình sẽ cần 9 cái cho một nơi. Và 4 cái là 36. Ừ. Cũng có thể nói là được đủ cho một tầng. Một tầng là sao? Lát nữa chúng ta sẽ được biết. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi về cái đã. Trước khi đi qua khu vực bên kia, thì mình sẽ cần phải làm thêm một vài cái trapdoor. Chúng ta hãy chuyển nhiêu đây. Giờ ta đem lên cất cái này một cái. Và ta chuyển. Chuyển. Rồi, trapdoor. Trapdoor này nè. Và bùm. Ủa, gì kỳ vậy? Đây là hai stack trapdoor. Đủ chưa ta? Ta cứ làm thêm vậy. Và bấm. Chúng ta có được gần 3 stack. Giờ nó dư lại 2 cái đúng không? Làm mấy cái stick luôn. Mình đang còn ở đây là 19 cây torch. Cho nên ta làm thêm đuốc. Lấy lại, cất vô. Và lấy vật liệu xây dựng đi. Cái này cất vô chổng. Cái này chọi chơi cái coi. Giấy cất đây. Chọi. Không được gì hết. Không được con gà. Chọi chơi thôi mà. Giờ đi ngủ một cái nha. Ngủ dậy rồi mới làm tiếp. Zombie Pigman đang đứng ở đó làm gì vậy? Hả? Đứng làm gì vậy? Xuống dưới chơi. Đi xuống dưới nước chơi. Đó. Xuống dưới nước chơi cho nó vui. Và coi máy bay tiếp này nha. Hi. Đây là máy bay chiến đấu. Đang tìm đường quay ngược trở về tàu sân bay. Và tàu sân bay kia rồi. Đáp xuống. Hay quá. Đáp trúng rồi. Và tàu sân bay lần này không có trúng ngư lôi nữa. Trúng ngư lôi cái chìm luôn. Ở bên đây thì mình đang xây dựng. Tại nãy đang xây cái té xuống. Thành ra chúng ta đi làm chuyện khác luôn. Giờ chúng ta lên lại. Chúng ta vào bệnh lấy mấy cái đuốc kìa. Đuốc của mình. Và ta đi lên. Bình tĩnh. Đi lên. Lên cái coi. Rồi đi lên. Cao lắm. Đang xây dựng ở trển. Và ta sẽ cần phải có thêm mấy cái cầu thang. Đủ số lượng không ta? Cầu thang mình đang có 100+ á. Ồ, có thể không đủ nha. Đừng có nói câu đó nha. Cao quá. Nãy là bao nhiêu? Hồi nãy là bao nhiêu không có đếm.
Hy vọng là nó đủ đi. Nó không đủ là chúng ta lại phải bay về nữa. Lên nào, ta còn một stack nữa đó. Ta đi lên. Đi lên thôi. Nhiều bạn hỏi sao mình không sử dụng scaffolding. Tại vì scaffolding lỡ tay một cái là xong hết nguyên một cái dàn ở phía trên luôn. Nó rớt tùm la hết. Thành ra mệt lắm. Sử dụng cái phần thang như vậy leo cho nó đảm bảo cũng được. Và đi xuống của scaffolding còn phải bấm ship nữa. Ở đây chúng ta có thể nhảy xuống nhanh gọn. Giờ leo lên cái. Chỗ đó thì khoan. Chắc gắn vô luôn đi. Và bên này chúng ta gắn vô. Những cái cục chúng ta làm móc ở đây thì đập ra, đập ra. Đập ra luôn. Chuyển sang white carpet là những cái miếng này nó nằm ví dụ như từ đây nằm đây. Gắn những cái này vô để chống những con nhện. Nhện nó sẽ không xuất hiện ở trên đây. Và các bạn có thể thấy được là nó có cái hitbox nè. Khi mình đi lên đây, đó các bạn thấy không? Chỗ cao, chỗ thấp. Như vậy là con nhện nó sẽ không xuất hiện được đâu. Một cái khu mà 2x2 như vậy là con nhện có thể xuất hiện được. Nhưng mà nếu chúng ta để vô như vậy, con nhện nó mất cái chỗ, nó không xuất hiện được. Và ta tiếp tục luôn. Đập bỏ cái này, kéo cái này lên. Đập đi. Và mình sẽ có chỗ này xây trước một tầng. Bạn có thể xây nhiều hơn. Nghĩa là bạn có thể xây 2-3 tầng, nhưng mà nó phải kết nối đường nước ở đây. Mình sẽ xây một tầng trước. Nghĩa là ta sẽ có cái chỗ này kéo ra, chỗ này kéo ra. Ta xây qua luôn đi. Và lát nữa mình làm một lượt luôn. Và đây là đi lên 3 ô nha. Ở giữa còn lại bên trong là 2 ô. Và kéo lên ở đây. Rồi phần còn lại chúng ta sẽ ốp lại bằng những cái phần stone brick. Ốp lại. Khi mình ốp vô một cái nó tối thui luôn á. Ta kéo qua. Qua đầu bên này kéo qua để đóng cái hình vuông này lại trước đã. Và chúng ta sẽ kéo lại. Thì ta đã biết được là con creeper nó sẽ xuất hiện trong một cái khu vực cao 2 ô mà có được những cái trap door ở phía trên. Cho nên chúng ta chỉ cần có trap door ở những nơi này mà thôi. Ta sẽ gắn trap door. Gắn trap door. Bạn có thể gắn trap door vô luôn cũng được, không sao hết. Rồi từ từ làm việc tiếp. Và nếu gắn vô luôn như vậy thì khỏe ngay từ đầu, khỏi lo nữa. Ta sẽ gắn vô. Cho nên chúng ta sẽ cần rất nhiều trap door. Và nhiêu đây là một stack trap door của mình hả? Không, không phải. Nãy là 42 cái thôi, không tới một stack. Và các bạn thấy là ta không đi được ở chỗ này. Nghĩa là nó chỉ có một vài chỗ nó đi được ở đây thôi. Nó sẽ đi lòng vòng quanh đây. Và còn một thứ nữa phải gắn trap door. Đó chính là khu vực này. Ta đi qua cái coi. Giờ ta bấm ship ra một cái. Để mình gắn trap door. Tất cả những chỗ này phải gắn trap door và mở xuống. Lúc đó những em quái sẽ nghĩ, khu vực này ta đi được. Đi cái nó rớt xuống dưới này. Đó là lý do tại sao ta sử dụng trap door. Còn mình đang đứng ở đây thì mình sẽ phải mở lên một cái. Anh ta chặt cái này ra. Khu vực bên trong đó coi như là xong. Nếu mà bạn xây nhiều tầng á thì chỗ này bạn sẽ không cần phải ốp cái trần chỗ này đi. Mình sẽ ốp cái trần lại. Và có thể ở đây chúng ta phải gắn trap door luôn nè. Tại vì ở đây nếu không gắn trap door thì mấy con dơi nó sẽ xuất hiện mệt lắm. Và cái chuyện mà mấy con dơi xuất hiện nó khiến cho mình cảm thấy cái tiếng kêu nó khó chịu thôi. Bạn không thích dơi xuất hiện thì bạn cứ che lại là được. Và trong này không được thắp sáng nha. Thắp sáng là đâu còn con quái gì đâu xuất hiện đâu. Và ta sẽ cần phải kéo khu vực này lại luôn. Nhưng mà trước mắt chúng ta vẫn sẽ phải thắp sáng để ta làm việc. Nếu không là lát nữa trên này loạn lạc lắm. Làm sao mà làm việc được? Chúng ta sẽ cần phải để mấy cây đuốc vô đúng chỗ của nó một cái. Rồi như bên kia thì nó sẽ có những cái miếng này ở đây. Ta sẽ có 9 miếng. Gắn xuống hết. Và chúng ta gắn cái phần này lên luôn. Bên này sẽ như bên đó. Trapdoor nằm ở trên đầu. Và trapdoor nằm kết nối với những cái sàn còn lại. Để chúng ta có thể dẫn tụi nó đi xuống bên dưới. Và chỉ có mỗi con creeper xuất hiện ở trên này mà thôi.
Bây giờ mình sẽ hoàn thành những cái phía còn lại cái đã. Mình đang quay về để làm thêm trapdoor. Và sao không có bơi lên được đây? Bơi sao khó khăn quá. Phải ra thở một cái. Rồi, bơi. Lên trển. Chúng ta còn rất nhiều gỗ để có thể làm được trapdoor. Và gỗ đâu? Đây rồi. Này là chặt mấy cái cây spruce ở bên nhà nè. Có được một đống gỗ. Bây giờ trapdoor. Công thức của trapdoor. Bấm xuống. Tiếp tục. Đây là trapdoor. Như đây đủ chưa ta? Suy nghĩ. Chắc là cũng đủ rồi đó. Và ngoại trừ trapdoor ra, thì chúng ta sẽ cần phải có thêm hopper. Mà hopper... cơ bộ là xài hết mấy hopper rồi. Nên ta phải làm thêm hopper mới. Mấy cái chest mình để bên kia hết rồi. Chúng ta sẽ lấy cái này đi. Làm một mớ chest và hopper. Đây là... hopper. Ta sẽ cần làm 8 cái làm luôn. Đang suy nghĩ coi làm mấy cái cho nó phù hợp. Và ta cất cái này vô luôn đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ cần phải làm thêm... Ấy, còn chest trong này. À, mình nhớ là mình bỏ bên chỗ của thủy cung mà ta. Thôi kệ đi, lỡ rồi, không sao hết. Và số lượng gạch đá chúng ta còn ở đây không? Chỉ còn lại những cái slab mà thôi. Trong này cũng hết gạch đá rồi. Lát nữa phải quay về lấy nếu mà thiếu á. Chúng ta xuống dưới một cái. Đi nào, đi nào. Ôi, và tàu chim. Ơi, quăng cây kiếm ra nữa. Quá ẩu, quá ẩu. Cây kiếm đó có lút tinh đó, không phải dễ tìm đâu. Bữa giờ cường hóa thấy lút tinh rất là ít luôn. Và chúng ta sẽ bơi qua bển. Mọi người sẽ được thấy công trình gần xong rồi. Qua bển nào, qua bển nào. Nó chuẩn bị hiện lên trong tầm mắt nè nha. Chuẩn bị. Thấy chưa, thấy chưa? Chưa thấy. Ta bơi qua để có thể thấy được cái công trình đó. Và nó đó. Đây, đây là thiết kế mob farm mà hồi xưa giờ người ta hay sử dụng để farm tất cả các loại quái. Và sẽ không farm được Enderman đâu. Bởi vì Enderman nó sẽ dịch chuyển khi mà nó đụng nước. Thành ra sẽ không farm được Enderman. Bạn chỉ cần bỏ những cái trap door ở phía trên, bỏ những cái tấm thảm ở phía dưới. Rồi đâu rồi? Cái thuyền, tôi ghét nhất cái thuyền bị như vậy nè. Mình vừa lót lại để chúng ta có cái thuyền. Và ta đi lên trển nào. Lên trển, lên trển. Và còn một công việc nữa là phải thắp sáng ở cái trần phía bên trên. Tạm thời thì mình chỉ có một sàn thôi. Nếu mình cảm thấy là thiếu thì mình sẽ phải làm thêm. Và mình nhớ mình đem thiếu cái gì rồi. Chúng ta không có đem theo nước để làm đường nước. Ây da. Hồi lát nữa đi. Giờ chúng ta lên trển trước cái đã. Lên trển thực hiện cái phần trapdoor. Rồi chúng ta sẽ cần phải đổ nước vô. Và có chỗ để hứng mấy em đó là xong rồi đó. Giờ chúng ta lên trển thực hiện công việc gắn trapdoor trước. Ta sẽ sử dụng cái phần thang này để leo lên. Và trên này là một cái mặt sàn. Cho nên phải cần thắp sáng lên. Giờ thắp sáng ở mấy góc trước đã. Đây là một số chẵn ở giữa. Thành ra thắp sáng sẽ phải theo cái số chẵn. Nó nằm ở đây đúng không? Nằm ở đây. Thì cây này nằm đây. Nó là số chẵn. Mình thắp. Thắp lên, thắp lên. Và đâu đó quanh đây là trung tâm. Nếu đoán không lầm, thì đâu đó quanh đó là trung tâm. Chạy qua đây. Thắp sáng khu vực này lên. Và chỗ ở giữa này. Đâu rồi, đâu rồi. Chúng ta đang nhìn ở đường ở giữa. À và sai rồi đó. Chọn không đúng vị trí thì phải. Ở đây đúng chưa? Nhìn cây đuốc. À, thẳng hàng rồi nè. Vậy là tìm được khu vực trung tâm. Bây giờ thắp sáng ở chỗ chính giữa lên nữa. Thì ngay tại đó. Chúng ta sẽ phải thắp sáng hết. Đảm bảo là không có quái. Và ngay tại đây. Ổn rồi đó. Và thêm một cây bên đây nữa. Ủa, lệch chút xíu. Hình như là lệch đó. Tại vì cái đường giữa là đường bên này nè. Thấy nghi nghi lắm mà. Cái đường ở giữa. Và lệch rồi nè, thấy không? Lệch rồi. Nó phải nằm ở ngay tại đây. Ồ, bực mình quá. Đập ra coi thử biết liền. Đây, đúng rồi. Ồ, đây đúng rồi. Ồ, đó là chính xác rồi.
Ủa vậy sao chỗ này nó bị lệch ta? Uh-oh. Ở đấy mình đập. Nó phải qua bên kia một cái. Hèn gì thấy nó kỳ kỳ. Và được rồi đó, được rồi đó. Tháp sáng ở đây sẽ phải di dời ra một ô. Dời ra một ô. Và bên này nó đi qua đây. Chính xác chưa? Chúng ta sẽ thắp sáng trên này lên để tránh tình trạng quái xuất hiện ở trên này luôn. Hồi nãy mình bị mấy em zombie tấn công từ trên này chạy xuống. Cho nên mình thắp sáng lên luôn. Và khu vực này ta đóng lại. Chỗ này bật ra. Rồi chuẩn bị. Chúng ta sẽ gắn hết những cái Bruce Trapdoor vô nào. Mình mới vừa tử nạn do cái Elytra đang tính làm cái sàn để ta đứng ở đây thì đập mặt vô trong cái vách này luôn. Và tử nạn thiệt tình. Và ta sẽ cần phải có cái khu vực này. Nó ở 170. Nghĩa là cách ở trên đó chỉ có 30 ô thôi. Chúng ta lên trển một cái. Đầu tiên là ta sẽ kiểm tra xem nó hoạt động có đúng ý mình chưa cái đã. Rồi chúng ta mới có cái chỗ để có thể hứng hay là gom những em creeper lại chung một chỗ. Và chúng ta sẽ có nước đá ở đây. Đổ nước đá xuống. Đập ra. Đập ra. Nó sẽ chảy tới khu vực bên này. Và cái chỗ này tạm thời để ở đây đi. Giờ tới lượt khúc này chúng ta đập bỏ nè. Cẩn thận nha. Đập bỏ là phải cẩn thận đó. Và ta sẽ cần phải gắn những tấm bảng lên. Những tấm bảng nó sẽ phải nằm ở đây. Nó phải nằm ở chỗ này nè. Và phải gắn một tấm trước. Rồi sau đó chúng ta gắn tấm bảng phía trên này. Té không ta? Thôi để gắn ở đây cho nó chắc cú. Nhiều khi đang gắn cái té xuống dưới nữa phiền lắm. Cái này là mình đặt tấm bảng ở phía trên. Lên trên cái tấm bảng ở phía dưới. Nguy hiểm quá. Nhảy quá. Sao thấy ghê quá vậy? Vậy thì mới không té được. Rồi xong. Té rồi. Nhảy qua. Và đập cái này ra, đập cái này ra. Phần nước bên đó. Ui, xém nữa. Xém nữa là chúng ta té xuống lần nữa rồi. Và qua đây. Ở khu vực này hả? Nó sẽ chảy nước ra chút xíu. Nhưng mà chúng ta sẽ khóa lại thiệt nhanh. Khi chúng ta đi xuống thì mình sẽ khóa lại. Cái cây kia đâu rồi? Rồi, nó sẽ chảy qua đó. Vậy là chính xác. Chứ mà nó chảy qua bên kia là không có được. Chúng ta khóa lại. Khóa lại, khóa lại. Đi xuống. Đi xuống. Thiệt tình. Rồi đó. Xuống dưới. Và có khu vực để chúng ta có thể treo máy. Là ngay tại đây. Nó sẽ bị chảy nước xuống. Thì ta sẽ coi từ... Ủa chưa được, quên. Cái chuyện quan trọng nhất là chúng ta chưa có dập mấy cây đuốc nữa. Ở đó mà treo mái cái gì? Sao mà treo mái được? Chưa dập đuốc thì làm sao mà có thể làm ăn gì được ở trỏng? Đập ra nào. Lên trển. Tạm thời mình sẽ mượn chỗ này một cái. Để chúng ta leo lên. Đuốc ở trong này chưa có dập hết. Và đường đi thì có ở đây. Đập ra. Đập cái kia đi luôn. Đập chỗ này đi luôn. Và nhớ đóng lại. Đập ra thì nhớ đóng lại. Rồi bên này. Nó phải tối thiệt tối nha. Tối 100% luôn á. Qua đây. Qua đây. Đóng xuống. Giờ ngay tại chỗ này. Chặt cái đó ra. Và đặt cái này xuống. Bên trong này sẽ tối. Rồi chuẩn bị đi xuống một lần nữa. Xuống. Bùm. Tối thui luôn. Và có con cá đang muốn vượt long môn kìa. Muốn quá rồng hả? Khó lắm em. Ở đây có gần quá hay không? Cứ đứng ở đây thử một cái. Nếu gần quá thì mình sẽ đi xuống thêm nữa. Rớt xuống, rớt xuống. Thôi chắc xuống thêm nữa đi. Chúng ta xuống còn 150 đi.
150 và ở cỡ này ta xuống một hai ô gì đó rồi leo lên có chưa chưa thấy trong thời gian chờ đợi chúng ta làm cái sàn để mình đứng ở dưới này luôn leo lên leo lên 150 không thấy gì hết vẫn chưa thấy có gì đặc biệt nói chung là vẫn chưa thấy rồi ban ngày bắt đầu rồi đó và một em creeper nữa vừa rớt xuống tổng cộng nãy giờ là thấy có rồi đó như vậy là nó đã chạy rồi đó tốt lát nữa chúng ta sẽ lên coi ta có hai em bên này một em bên đây với một em bên kia tổng cộng là bốn em đây là bốn em creeper tuyệt vời ở cái farm này nó có một cái điểm dở đó chính là những con creeper nó phải đi vòng vòng hay ta bỏ con mèo ở chổng hù nó có con mèo ở chổng hù nó cái nó chạy nó xuất hiện cái nó chạy xuất hiện cái nó chạy mà đem con mèo lên phía trên này cũng hơi mệt có thể đem được không có phải gì chuyện gì khó nhưng mà nó mệt thôi giờ để mình lên kiểm tra coi có em creeper nào đang bơi ngược dòng nước hay không tại vì nếu nó đang tìm cách bơi ngược dòng nước thì nó sẽ mất thời gian để nó xuống lên nào ơi 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 hô 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 và như các bạn thấy thì nhiều khi nó còn đứng lại chứ creeper thì đông lắm đúng rồi hết rồi đó creeper thì đông nhưng mà nhiều khi nó còn đứng lại nó phải có cái gì đó thu hút tụi nó hay là làm cho tụi nó sợ lúc đó nó sẽ còn tốt hơn nữa cái này chúng ta có thể cải thiện bằng việc đem mấy con mèo lên bây giờ là ta có thể xác nhận rằng thiết kế này vẫn hoạt động tốt và nói tóm lại ngày hôm nay chúng ta đã sử dụng một thiết kế khác để có thể có được một cái nơi để farm những em creeper trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ đi coi thử có con mèo nào ở gần mình hay không còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp bye bye.